nhân danh Chúa Cha, Đấng tạo dựng muôn loài, nhân danh Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng con, nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn chúng con vào trong tình yêu và sự thật. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thiên thần và các thánh, xin ngự đến giải thoát chúng con khỏi tay ma quỷ. Kính thưa quý vị, Thiên Chúa mặc khải cho con người từ trong Cựu Ước sang đến Tân Ước rằng Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng muôn loài, muôn vật, Đấng cầm quyền sinh tử trên mạng sống con người, Đấng thấu hết mọi điều bí ẩn. Ngài có quyền đối với mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục. Vì vậy, mọi điều xảy ra nằm trong sự cho phép của Ngài. Mặt khác, Ngài cũng tôn trọng tự do của con người. Họ có quyền chọn lựa theo hoặc từ chối sự lôi kéo của ma quỷ. Bên cạnh đó, ma quỷ cũng được phép cám dỗ, rình rập, lôi kéo các linh hồn về hỏa ngục với chúng. Chỉ có những ai vâng phục, tín thác vào Chúa thì mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Ngài mà thôi. Phần 1. Cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chúa Cha, Chúa con, Chúa Thánh Thần, xin ngự đến con theo phải tội lỗi. Chúa, 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 Chú
Thánh chưa? Cho chị ngồi đây này. Cho chị ngồi xuống đây. Xin mời bà Maria đồng trinh chiều ngàn đời quan phong siêu ngày thanh ra trên bà bán xa xuống hồn tổ tông ngày thứ ba mỗi trăm ngày chưa em mà sống là này ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Tôi xin ông đừng hành hạ tôi. Đức Giêsu đã chuyển cho ở cái đầu nó thôi, con buông cái tay ra đi, đừng cho nó đặt vô mình con nữa. Gặp rồi đã nhiều lần quỷ bắt anh hiền lành và thiên đường. Lạy Chúa, xin Chúa lành nỗi đau. Con cả hồn lẫn xác, xin Chúa trừ khử tất cả những sự dữ, quốc tộc hay sự nghiệp ác mà có thiên đàng trên hai cửa xuống trên con. Lạy Chúa, xin thanh tẩy con. Chứ không phải là ai chứ cũng bầu được đâu. Nên mọi người nên nhớ cái điều đó. Mỗi một con người đều có một cái người phổ mạng riêng hết. Từ mọi người đều có người phổ mạng riêng hết. Người này cũng có, nhưng mà người này có luôn một cái nhỏ để bầu. Chứ giàu được là tại vì chứ có được cái cách mỗi người. Đâu phải ai muốn giàu là giàu được đâu. Phải mạnh mẽ, phải biết cái cách mới giàu được là một tay nữa. Đâu phải chơi muốn vô ai chơi vô, tại chơi vô ông này không được, tại chơi vô người này không được. Tại vì mấy người không có cái giờ để chơi vô. Cái xác này, tâm hồn còn đảo đảo, chưa nghiêng về một hướng. Tin ông này nhưng mà cũng có lúc ngã về bên kia, tại vì từ nhỏ cái xác này ở bên kia chỉ theo Chúa, theo ông này, theo bà gì đó chỉ mới thời gian đây thôi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vì
con cầu thai, con phụng con cái nào con xin cầu thai, con gả con xin cầu thai, con xin cầu thai, con xin cầu thai, con xin đừng gả con xin bao nhiêu năm rồi? Ở trong này bao nhiêu năm rồi?
15 năm rồi. Hôm qua nói 10 năm. Quá rồi, quá đủ rồi. Trả lại xác cho người ta. Ta ở với gia đình một phần của người ta. Còn có những bổn phận của người ta với gia đình. Bây giờ sao, đi chưa? Đi đi. Rồi đi. Nếu không đi là bắt đầu tành á. Đã ăn trộm chỗ của tôi rồi. Đâu có thấy của thầy đâu. Ăn trộm của tôi mà. Không có lấy đâu. Sao lấy của tôi lúc nào vậy? Ủa, có mang theo đồ cho mẹ. Dạ. Có mang theo đồ. Ngồi đi. Đây, ngồi đây. Mỏi quá. Mỏi quá hả? Sao, làm sao mà mỏi? Giờ mà nó mỏi quá. Làm sao mà mỏi? Hả? Làm gì mà mỏi? Lần nãy là cái gì đấy? Múa gì đấy? Múa gì đấy? Múa cái gì quá trời múa? Múa hả? Dạ. Văn lên làm gì, lau nhà làm gì? Lau mà. Sao rứt hết người vậy? Sao vậy? Trời mưa hả? Hồi nãy đi mặc mưa hay sao vậy? Đi rồi có mưa rồi mày gặp mấy chơi. Té đầu rồi. Trời, nay sao dột dữ vậy? Tôi ướt này. Văn cho nó ướt không? Nó ướt đâu. Ngồi sau tôi chị ướt rồi, chị nước bị đổ lên chân tôi phải không? Nói đâu. Vậy là chị đi chị mang nước theo hay sao mà nó ướt rồi? Có đâu. À, sao mà chị ướt hết vậy? Chắc chị mới nhảy bên trong bình nóng hả? Nào có đâu. Sao ướt hết? Sao ướt hết vậy? Biết đâu. Không biết hả? Hồi nãy chị uống nước nhiều lắm hả? Tao có uống đâu. Có uống không? Hết, bình nước của hết gần một bình 20 lít rồi. Uống đâu. Có uống. Một bình 20 lít chị uống gần hết rồi đấy. Tại vì nó là thuộc về người của tao rồi. Rồi không bao giờ. Lạy Chúa. Tại vì nói gì nè nó ngủ nè. Nó nằm trên tay tao. Là người của tao rồi. Sống của con đi. Con muốn cho tất cả những người là con lấy phần giác cho nó luôn. Chân thật của sự phục sinh Chúa. Chúa đi nắng tội lỗi và sự thiết. Chúa đi nhìn sống động trong chúng con. Amen. Lạy cha thiên mô nhiều lớn nữ đồng trên Maria. Các thiên thần thả ra. Xin Chúa nghe cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con được của mạng con đồng hồi xử lạy. Xin Chúa nghe cho chúng con. Ta ngay ngã vừa biển hiểm thế này đồng xã hội hỏi sự dưới. Thúi đâu mà thúi. Xin các thanh cầu cho chúng con được theo như Chúa trời vui vẻ. Phần 2. Những ngày đen tối.